Thôi bao lâu thì đi làm được vậy? Ủa, bạn chuyển phôi thì đi làm luôn chứ đâu có nghỉ làm ha. Thì thứ nhất rằng là như vậy, rất là nhiều bạn có một cái sự lầm lẫn rằng là chuyển phôi xong là phải nằm một chỗ và treo chân lên trời, như vậy thì phôi nó mới không có thể rớt ra. Nằm tại chỗ, chuyển phôi nằm tại chỗ là sẽ làm tăng khả năng thất bại. Thì đây là âm đạo người phụ nữ, khi chúng ta chuyển phôi các bạn là cái phôi sẽ nằm ở trong đây nè. Thì thật ra đi mặt tử cung á, nó có nhiều cái nếp gấp lắm. Bạn chuyển cái phôi vào đây, cái tử cung này là do là mình làm mô hình phóng lớn ra, nhưng thật ra là nó có hai cái lớp mà ép lại với nhau. Là bạn cứ tưởng tượng ra con mắt mình nè, cái mi mắt ở phía dưới á, mà bạn bị cái hạt bụi mà rớt vô á ha. Thì cái hạt bụi này á, bạn thử bạn leo một chục á, là cầu thang này tự động nó rớt ra không? Chắc chắn là không. Thì như vậy á, cái ngoài ra là cái chất, cái dẫn xuất mà hồi nãy bác sĩ Nhật có nói với các bạn đó là hyaluronan á, cái đó, đó là cái nó giống như cái nhầy của cái keo vậy đó. Cái nhầy đó là khi mà mình chuẩn bị đi mặt tử cung á, thì cái tử cung nó tự động tiết ra chất nhầy đó, cái chất nhầy đó nó giữ lại cái phôi. Và như vậy là nếu như bạn nằm một chỗ thì cái máu nó không có thể lưu thông tới tốt ở trong cái tử cung, mà niêm mạc nó không có nhận máu, và cái khả năng rằng là không có sự đối thoại giữa phôi và niêm mạc sẽ tăng lên. Do đó là đi làm giùm cho bác sĩ Nhật, tất nhiên mình không có làm và trong cái công việc mà stress căng thẳng, bởi vì á là bác sĩ Nhật sẽ hướng dẫn cho các bạn như vậy: khi mà chúng ta đi làm mà chúng ta có một cái năng lượng tích cực thì nó sẽ tiết ra một cái hormone gọi là relaxing hormone. Thì cái relaxing hormone này thì nó sẽ làm cho cái tử cung của mình á, nó tương hợp, nó hòa hợp được với lại thai nhi rất là tốt, và nó tăng cái khả năng tưới máu cho phôi thai.